Thưa quý vị, vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato Johari Bin Abdul đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Malaysia, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973-2023 và đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược 2015-2025. Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato Johari Bin Abdul cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đánh giá cao kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và cuộc hội kiến Tổng Bí thư Tô Lâm với những nội dung rất thiết thực, quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao các cấp và trên tất cả các kênh, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 18 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, tạo thuận lợi xuất nhập khẩu các mặt hàng hai bên có tiềm năng và thế mạnh, khuyến khích doanh nghiệp nước này mở rộng đầu tư tại thị trường nước kia và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, chuyển đổi số và kinh doanh bền vững, nhất là trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng. Đề nghị Malaysia hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hala và sớm ký văn kiện hợp tác trong lĩnh vực này. Khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Malaysia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2025. Hai bên cũng nhất trí duy trì lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, tiếp tục phối hợp thúc đẩy thực hiện nghiêm túc DOC, đàm phán xây dựng COC thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982.